Giải vô địch bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024 vừa chính thức khởi tranh tại bãi biển Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu. Giải do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Cục Thể dục Thể thao tổ chức với sự tham gia của 8 đội bóng ném nam và 8 đội bóng ném nữ hàng đầu Việt Nam. Giải hứa hẹn hấp dẫn khi các đội mạnh là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng đều có sự đầu tư cho tham vọng đoạt ngôi vô địch. Tổ chức thành công giải đấu này sẽ tạo đà để Bà Rịa Vũng Tàu hướng đến mục tiêu được chọn đăng cai giải vô địch bóng ném bãi biển châu Á năm 2025. Giải vô địch bóng ném bãi biển quốc gia 2024 được tổ chức tại bãi biển Thùy Vân xinh đẹp, nơi có nhiều người dân và du khách theo dõi, càng giúp giải đấu thêm lan tỏa. Với việc quy tụ nhiều đội mạnh, ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng bảng của giải đấu diễn ra hấp dẫn, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt. Kết quả ở bảng nam, đội bóng ném Nam Hà Nội thắng kịch tính Đà Nẵng 2-1, còn thành phố Hồ Chí Minh A vượt qua thành phố Hồ Chí Minh B với tỷ số 2-0. Đến với cả bãi biển của Vũng Tàu, ngoài cái giải đấu mà đang diễn ra thì tôi thấy người dân Vũng Tàu rất là thân thiện và cũng là các cổ động viên của dân Vũng Tàu đều nhiệt tình cổ vũ cho cả hai đội, khiến cho cái không khí của trận đấu được nâng cao lên rất nhiều. Đăng cai giải vô địch bóng ném bãi biển quốc gia 2024 không chỉ là dịp Bà Rịa Vũng Tàu quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương, mà còn là cơ sở để ngành thể thao đánh giá về chuyên môn và các điều kiện khác khi triển khai kế hoạch gây dựng các môn thể thao biển, trong đó có bóng ném bãi biển. Đây cũng là môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Với mong muốn là thông qua cái hoạt động bóng ném để chúng tôi sẽ tiến tới hình thành đội tuyển của Bà Rịa Vũng Tàu. Phải nói hiện nay phong trào bóng ném rất là phát triển trong các đơn vị trường học, và đây cũng là đối tượng mà Sở Văn hóa Thể thao nhắm tới trong thời gian tới. Cục Thể dục Thể thao Liên đoàn Bóng ném Việt Nam đang nỗ lực giành quyền đăng cai giải vô địch bóng ném châu Á 2025. Bà Rịa Vũng Tàu với điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng cùng công tác tổ chức bài bản đang nhận được nhiều sự ủng hộ của Liên đoàn Bóng ném Việt Nam chọn là điểm đến của giải đấu tầm cỡ châu lục này vào năm sau. Cảm thấy cũng có nhiều bất ngờ vì em không nghĩ địa phương Vũng Tàu lại tổ chức đầy đủ và bài bản và hoành tráng như thế. Việt Nam cũng đã nhiều lần tổ chức bóng ném bãi biển ở cấp độ châu Á. Chúng tôi thật sự là mong muốn để Vũng Tàu tiếp tục đăng cai, và cái này chúng tôi cũng sẽ trao đổi với Liên đoàn Bóng ném châu Á để ủng hộ Vũng Tàu đăng cai giải này. Giải vô địch bóng ném bãi biển quốc gia 2024 diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 4. Toàn bộ các trận đấu diễn ra trong khung giờ chiều và tối để phục vụ nhu cầu theo dõi của người dân du khách.